dân chúng đi theo Đức Giêsu. Marco chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận, hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Ông bà anh chị em thân mến, hôm nay là thứ năm, tuần thứ hai mùa thường niên. Chúng ta suy niệm tin mừng theo Thánh Marco chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Chúa Giêsu nghiêm cấm không cho thần ô uế tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Tại sao vậy thưa ông bà anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu là sự thánh thiện. Nơi Chúa Giêsu là tình yêu. Nơi Chúa Giêsu là chân lý, là sự thật. Còn thần ô uế là thế lực của đen tối, của tội lỗi, của gian dối, của đố kỵ, của ghen tương, của loại trừ. Cho nên khi nó tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu nghiêm cấm nó. Và tin mừng hôm nay kể lại: từ Galilê, từ Jerusalem, từ duyên hải Tia, Sidon, Idume, người ta lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu rất đông. Bởi vì người ta đã nghe thấy những việc Chúa Giêsu làm, những lời Chúa Giêsu nói, và người ta nhận ra một năng lực từ nơi Chúa Giêsu khiến người ta được chữa lành, và người ta tìm đến với Ngài. Như vậy khi người ta tìm đến với Ngài để được ơn, nghĩa là người ta đã tin nhận cái vương quyền tối thượng của Đức Giêsu Kitô, tin nhận Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa, Ngài là Con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu hiểu được tấm lòng của họ, lời tuyên xưng của họ, và Ngài đã thi ân giáng phúc. Vâng thưa ông bà anh chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta, đôi khi chúng ta phải đối diện với quyền lực của thần ô uế, của tội lỗi, của sự dữ, của tà thần, của ghen tương, của đố kỵ, và kể cả những đau khổ bệnh tật nơi thân xác của chúng ta nữa. Thay vì đến với Thiên Chúa tin nhận Ngài là Con Thiên Chúa, tin nhận cái vương quyền tối thượng của Ngài, tin nhận quyền năng chữa lành của Ngài, thì chúng ta lại thiếu lòng tin, thiếu sự xác tín, để rồi chúng ta chạy theo ngẫu tượng, chạy theo tà thần, chạy theo mê tín, chạy theo bói toán. Chúng ta mong được giải thoát, mong được chữa lành, mong được bình an, nhưng chúng ta vẫn cứ quằn quại trong bế tắc, trong đau khổ, trong tuyệt vọng. Tại sao có tình trạng đó? Ấy là bởi vì chúng ta chưa tuyên xưng danh thánh của Chúa một cách xác tín mạnh mẽ. Chúng ta chưa thuộc về Ngài một cách trọn vẹn. Chúng ta vẫn đi lễ, chúng ta vẫn đọc kinh, chúng ta vẫn cầu nguyện, nhưng thiếu lòng tin. Và nếu chúng ta rơi vào trường hợp như vậy, chúng ta tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa một cách không chân thành, thì coi chừng cũng như thần ô uế kia, Chúa nghiêm cấm không cho chúng ta tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Bởi vì đó chỉ là những lời giả tạo, đầu môi chót lưỡi mà thôi. Cuộc sống thời nào cũng thế, và đặc biệt là thời hôm nay. Hơn bao giờ hết, con người chúng ta phải đối diện với tội lỗi, với thế lực của thế gian, của sự dữ, của đau khổ, bệnh tật. Ước gì mỗi người chúng ta hãy trở về, hãy thần tâm thiện trí, hãy xác tín mạnh mẽ để tin nhận danh thánh Chúa, vương quyền của Chúa,
để được Chúa yêu thương, Chúa chữa lành mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa ban ân sủng tình yêu của Ngài xuống trên cuộc đời của mỗi người chúng con, lôi kéo chúng con đến với Chúa. Đừng để thế lực của thần ô uế, của sự dữ, của ngẫu tượng, của mê tín bói toán cám dỗ chúng con, chiếm lĩnh chúng con. Xin tình yêu của Chúa chế ngự toàn thân con, linh hồn con, để những ý nghĩ, những ước muốn của chúng con luôn luôn thuộc về Chúa. Và chỉ khi chúng con tuyên xưng danh thánh Chúa một cách chân thật, xác tính, thì chúng con mới hy vọng tìm thấy được tự do, được giải thoát, được bình an, được cảm nghiệm niềm vui thật sự trong cuộc đời này. Amen.